Xét thứ nhất, trận đấu bán kết giữa đội Nguyễn Huệ và đội Quyết Thắng. Đội Nguyễn Huệ trước màn ảnh, đội Quyết Thắng xa màn ảnh. Trở về sân thi đấu của Bắc Thành theo dõi giữa đội Quyết Thắng và đội Nguyễn Huệ. Đội hình Quyết Thắng mang áo màu xanh, quần đen, và đội hình Nguyễn Huệ mang áo đen đỏ. Bóng tốt, cầu thủ số 3 lên đội Quyết Thắng đập bóng rất tốt, nâng điểm lên 2-1 cho Quyết Thắng. Điểm 2-0. Bóng rất tốt, bóng chưa qua lưới. Điểm cho Quyết Thắng 3-0. Bóng không thành công, đổi điểm cho Nguyễn Huệ 1-3. Chắn bóng tốt. Đề nghị ban tổ chức cử ra chắn bóng tốt, điểm 5-3. Chắn bóng tốt, đổi điểm 4-5. Bóng vẫn đang trong sân. Thả bóng tốt, điểm 6-4 cho Quyết Thắng. Phát bóng rất xoáy, điểm 7-4. Phát bóng ngoài sân, đổi điểm cho Nguyễn Huệ 5-7. Hai bóng. Bỏ bóng ngoài sân, điểm cho Quyết Thắng 8-5. Bóng bắt bỏ. Chắn bóng tốt, điểm 9. Chắn bóng tốt, điểm 10-5. Phát bóng ngoài sân, đổi điểm cho Nguyễn Huệ 6-10. Bóng ngoài sân, điểm 11-6. Bóng
12, 6. Đập bóng. Hai đội rất đang thẳng con. Bóng trong sân. Vừa rồi là Hà Kiều Trang đã ghi điểm cho Quyết Thắng, nâng tỷ số lên 13-6. Trắng Bảo Hải để cho Quyết Thắng 20-19. Hai bên như thế. Bóng trên sân. Bóng tép điểm 14-6. Phát bóng ngoài sân. Đổi điểm cho Nguyễn Huệ 7-14. Cầu thủ mang áo số 9 của đội Nguyễn Huệ đập bóng tốt, nâng tỷ số lên 8-14. Phát bóng ngoài sân điểm 15-9. Đập bóng tốt điểm 16-9. Đánh bóng không qua được tay chắn của đội Quyết Thắng. Điểm 17-9. Đập bóng tốt điểm 18-9. Cầu thủ Thanh Thúy mang áo số 7 của đội Quyết Thắng đập bóng rất trắng. Cú bóng không thành công, đổi điểm cho Nguyễn Huệ 10-18. Bóng ngoài sân điểm 19-10. Bóng tốt điểm 11-19. Chưa còn mắt lại. Đập bóng tốt điểm 20-11. Chắn bóng tốt điểm 21-11. Như vậy là xét đấu đầu tiên tạm nghiêng về đội Quyết Thắng. Xét thứ nhất là đội Quyết Thắng đã thắng đội Nguyễn Huệ 21-11 và hai đội đổi sân đánh xét thứ hai. Đội Quyết Thắng sẽ là đội phát bóng. Cầu thủ xét thứ hai giữa Nguyễn Huệ và Quyết Thắng đã ra sân. Quyết Thắng nhường chỗ cho đồng đội. Đội Quyết Thắng trước này. Nguyễn Huệ xa mà này. Một pha đập bóng rất tốt điểm cho Nguyễn Huệ 1-0. Nguyễn Huệ hùng cả. Dạ. Nguyễn Huệ. Em không biết đâu. Chỉ có quay. Em đi theo đội Phổ Yên.
điểm 1 sao. Bắt bóng tốt, điểm 2-1. Đập bóng tốt, điểm cho Quyết Thắng 3-1. Vừa rồi là chúng ta đã được chứng kiến pha tấn công của cầu thủ quyền mã số 3 của đội Quyết Thắng. Đập bóng tốt, đổi điểm 2-3. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho Quyết Thắng 4-2. Đặt bóng ngoài sân, điểm cho Nguyễn Huệ 3-4. Nhìn hạ tóc. Chắn bóng tốt, điểm 4 đều. Trọng tài đã quyết định điểm cho Nguyễn Huệ 5-4. Một pha bỏ nhỏ thành công, điểm 6-4. Thủ số 9 của Nguyễn Huệ đã chạm lưới, đổi điểm cho Quyết Thắng 7-8.
luôn. Điểm 9 đều. Hai đội có tay. 8 đều. À xin lỗi. 8 đều gì chứ ông ơi? 8 đều. Bóng ngoài sân. Điểm cho Nguyễn Huệ 9-8. Chắn bóng tốt. Điểm 10-8. Đổi điểm cho Quyết Thắng 9-10. Đỡ bóng hỏng. Điểm cho Quyết Thắng 10 đều. Đập bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Quyết Thắng 11-10. Bóng ngoài sân. Điểm cho Nguyễn Huệ 11 đều. Phát bóng trong sân. Điểm 12-11. Một pha đập bóng tốt của cầu thủ số 3 của đội Quyết Thắng đã nâng tỷ số lên 12 đều. Như vậy là hai đội của chúng ta đang đánh với tỷ giành giật nhau từng điểm một. Còi thổi to lên thế nào. Đập bóng tiếp. Điểm 13-12. Bóng chưa có lớn. Chuyển cho các bạn 20-27. Hai sân bóng đánh liền nhau. Nhưng mà cái sân nữ này là nữ đọc điểm, nữ bình luận. Còn giọng nam là ở sân nam. Còn nữ này là sân nữ này là giọng của nữ. Chắn bóng tốt, đổi điểm cho Nguyễn Huệ 13-14. Phát bóng tốt, điểm 14 đều. Đánh bóng ngoài sân. Điểm cho Nguyễn Huệ 15-14. Một pha đẩy bóng rất tốt vào chỗ không có người. Điểm cho Nguyễn Huệ 16-14.
đẹp buộc dây giày. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha chắn bóng không thành công, điểm cho Nguyễn Huệ 17-14. Một pha bỏ lỡ bóng của đội Nguyễn Huệ, điểm cho Quyết Thắng 15-17. Một pha đập bóng tốt trong sân chưa? Bóng trong sân chưa? Đội Nguyễn Huệ 18-15. Chắn bóng tốt. Điểm 19-15. Quay cam nó để chuyện khác không? Quay cam nó để chịu. Không nhìn thấy thì trọng phải nghe chúng ta chứ. Bóng trong sân, đổi điểm 16-19. Giang ơi, Giang, vào đây nhé. Giang ơi, vào đây nhé. Một pha bỏ bóng tốt, nâng điểm cho Quyết Thắng lên 17-19. Bóng ngoài sân, điểm 18-19. Bóng ra ngoài sân, điểm cho Nguyễn Huệ 20-18. Quay rằng là cô hàng với cô gì ấy nhỉ? Như vậy là set 2 Nguyễn Huệ đã thắng Quyết Thắng là 21-19 và hai đội đã hòa 1-1 và gặp nhau ở set thứ 3 để phân thắng bại. Bên Nguyễn Huệ phát bóng. Set thứ 3 giữa Nguyễn Huệ và Quyết Thắng. Nguyễn Huệ trước màn ảnh, Quyết Thắng xa màn ảnh. Như vậy là trọng tài chính của chúng ta nhắc nhở hai đội, trận đấu thứ 3 của chúng ta có 15 quả mà ai chạm bốc 15 trước là đội đã giành chiến thắng. Chắc vẫn là 15 cách hai biệt hai bàn hay sao chứ? Điểm đầu tiên trong Nguyễn Huệ. Đánh bóng ngoài sân, điểm 2-0. Trọng tài đã bắt lỗi của đội Nguyễn Huệ, đổi điểm cho Quyết Thắng 1-2. Đánh bóng ngoài sân, như vậy điểm cho Quyết Thắng 2-2. Bóng vẫn còn trong sân.
Đập bóng tốt, điểm 3, 2. Một pha không hiểu ý. Điểm 15. Bây giờ là 8, hai đôi đổi sân và tiếp tục đấy. Tiếp tục xét 3. Đập bóng tốt, điểm 6, 8. Chuyền hai của Nguyễn Huệ đã chạm lưới, đổi điểm cho quyết thắng 7, 8. Ta đã bóng hỏng, điểm cho quyết thắng 8 đều. Điểm 9, 8. Điểm
đập bóng tốt đổi điểm cho Nguyễn Huệ 9 đều. Pha đẩy bóng ngỏng điểm cho quyết thắng 11-9. 4 điểm nữa thôi. Chiến thắng với đội thua tại tỷ số 2-1. Đó là hoàn toàn đúng.